Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị cô bác anh chị. Trong video buổi chiều ngày hôm nay, em buổi sáng nay em có chút việc nên là chưa kịp lên. Thì hôm nay em sẽ bổ sung vào buổi chiều. Tiếp tục làm video xin gửi tất cả quý vị cô bác anh chị ba chiếc quạt. Một là chiếc lao bánh dày, bầu warm tem đồng cánh đục. Đấy, em này thì còn nguyên thùng xốp. Em cũng mới đấu giá được về xong. Đấy, em này thì về thì em bao cho các bác tất cả lớp xin sơn chiếc tất cả là nguyên zin hết các bác nhé. Đấy, và tất cả những con này đều là về là em cũng chỉ phải vệ sinh tra dầu mỡ thôi chứ cũng lau nước lã thôi bác. Một chiếc la và một chiếc tô gọi là tô đèn. Đấy, và một chiếc Hitachi cao 1,5 m, sải cánh 35, cánh màu cánh mật. Đấy, lồng liếc còn rất đẹp. Đấy, thì sau đây em xin đi vào chi tiết từng chiếc quạt một. Em thứ nhất là một chiếc quạt na Tiona. Em này thì là chiếc quạt na bánh la bánh dày. Đấy, em này có chiều cao tầm khoảng 85 đến 90 cm. Lồng trước là lồng mạ đều lồng trước lồng sau đều là đồng sơn. Đấy, cánh đục. Đấy, bộ vòm bác nhé. Con này còn nguyên cả thùng xốp. Thùng xốp em vừa để ở ngoài kia chưa kịp mình cho đây. Đấy, hình thức còn nói chung là để một chiếc quạt như thế này hình thức còn tương đối đẹp. Và tất cả dây giáp, dây rồi phích cắm đều còn nguyên theo quạt nữa nhé. Và em này chiếc quạt này sinh năm 1959 bác ạ. Đây, các bác nhìn số em là 59 hay là 69 gì. Đấy, hai chữ dây mà còn đây. Phải rất nét hơn. Số này số 5 rồi, không số 6 đâu. Đấy, 1959 này. Đấy, có một chi nhất là một vết mờ sơn đây. Đấy, và tất cả còn đều nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Đấy, logo rất đẹp luôn này. Đấy, cánh chóp cũng tương đối sáng này. Đấy, cánh vẫn còn chưa ố nha các bác nhé. Đây, cánh rất đẹp luôn này. Đấy, sơn siếc tất cả còn nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy, một chiếc quạt còn rất đẹp. Đấy, và còn nguyên thùng xốp. Chiếc quạt này thì em nhập về nó cũng giá nó cũng hơi chát chát tí. Bác nào thực sự quan tâm thì riêng em này thì nhắn tin trực tiếp với Zalo em chụp gửi hình chi tiết cho. Chứ còn về báo giá trên này thì các bác nhiều bác lại cũng đâu đó thì tầm khoảng 90 triệu hơn một chút. Đấy, khoảng tầm đấy. Hình thức thì còn rất đẹp và gần như là không có một lỗi nào luôn. Đấy, mình giày dây dợ tất cả đều zin bản hết các bác nhé. Đấy, em test chức năng của nó luôn. Hôm nay em có 3 chế độ gió, 4 phím 3 chế độ gió. Số 3 này là số bé, số 1 là số gió lớn. Đấy, chạy rất êm. Em test từ lúc chiều đến giờ mà sờ quạt không có một hiện tượng nào gọi là nóng hay là gì cả. Đấy, duy nhất có một vết gọi là xước mờ mờ đấy bác nhé, này với xước nho nhỏ đấy nhé, không có một cái lỗi làm gì luôn. Đấy, chân đế thì em tắt đi em cho xem. Các bác xem chân đế luôn này. Đấy, chân đế này, sơn xiết này. Đấy, bên trong em mở ra cho thật yêu bác, bên trong sáng loáng. Một chiếc quạt nói chung là cũng tương đối nhiều năm rồi. Cái số 5 hay số 6 nó mờ thì không biết là đấy năm bao nhiêu, nhưng mà nói chung là tóm lại là 1959 thì 1969 thì cũng rất nhiều năm rồi mà nó giữ được chiếc quạt như này. Thì phải nói là cái bác bên Nhật thì chắc là hình như bác cũng không dùng mấy.
về nhà đến em về em mở ra để vệ sinh của em cũng đấy. Dòng này dòng cánh ốc dài bác nhé, này dòng này chạy rất êm luôn, cánh kia đẹp long lanh luôn đấy, không có một vết xước nào luôn. Để cho các bác xem bom đít ở bom này cũng gửi, cái chỗ này là cái chỗ dễ xước nhất và cái chỗ này là cũng dễ xước nhất đấy, tức là cái lỗ lồng và cái chỗ đít cái bom này đấy là chỗ va chạm dễ va chạm nhất, và hai cái bên sườn này đấy, đấy tem đây. Gần như là ok luôn đấy. Thì bác nào quan tâm đến chiếc quạt này thì các bác nó khoảng đâu đó khoảng tầm hơn 9 triệu bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì các bác sẽ điện trực tiếp theo cho em theo số Zalo là 0969 135 686. Đấy, hoặc là bác nào ở gần thì các bác ghé qua cửa hàng các bác xem chính xác. Đấy. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ hai là một chiếc tô đèn. Đấy, em này thì có sải cánh 30. Đấy, lồng trước lồng sau đều là lồng sơn. Đấy. Em này thì nó có mấy cái chế độ gió đây. Em này thì có 4 phím và 3 chế độ gió. Đấy. Phím này là phím tắt bật của túp năng điện. Phím này là phím tắt bật đèn. Đấy. Và phím này là phím hẹn giờ 45 phút bác nhá. Vẫn hoạt động. Một chiếc tô đèn mọi hình thức hoạt động bình thường, em test luôn chức năng của nó, em test từ lúc chiều đến giờ rồi, vì em hay có cái kiểu là trước khi quay hoặc là trước khi bán em đều test kiểm tra chức năng của nó xong em mới đóng thùng cho lên đường. Đấy, trước khi quay em đã test rồi. Đấy, em này thì chạy rất êm đấy, và cái này nó còn nguyên một cái lớp seal đây, cái đây còn nguyên lớp seal này, cái này lớp ni lông này bảo vệ cái này, bác nào thích bác bóc ra thì nó đùa chứ nó sáng quắc luôn đấy. Đây, cái này cái mặt nhôm này chưa bị xước phát nào luôn đấy, cho bác xem đấy. Sơn xiết thì nó cũng còn nguyên bản luôn nhé, nên là cái nồng của nó cũng hơi có một chút kém kém. Đây còn cỏ, đây cỏ em bao lành luôn cho các bác này. Đây sơn thì có mấy chỗ cái lồng, chính là cái lồng này bỏ ra thì phải đi tỉa qua sơn thì nó sẽ đẹp hơn. Và em bán zin nguyên bản luôn cho các bác. À em này em thay tụ rồi bác nhá, xin lỗi em đang thay cái tụ rồi, tụ nó bị phồng rồi, em thay một cái tụ khác rồi, còn tất cả bao em zin nguyên bản chạy êm. Bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 150. Đấy, còn để nguyên zin như vậy thì là giá là gọi là em bán giá 5 triệu. Một cái giá rất là gọi là ok cho một chiếc tô đèn. Hình thức còn tương đối, lồng thì có một vài chỗ nó chắc kiểu là nó bị ấy đấy. Đây, chỗ này cầm nhiều quá nó xước đi. Còn bác nào thích thì em sẽ xử lý cho các bác chỗ này đẹp long lanh luôn, thì tốn thêm tí thời gian thôi. Đấy. Và giá em bán chiếc quạt hiện tại là hiện trạng như thế này nhá. Đấy, mọi hình thức hoạt động bình thường, cánh 30, cổ cánh này điện 100V, hình thức còn tương đối, đã thay tụ. Đấy. Giá em bán là 5 triệu bác nhé. Bác nào có nhu cầu lên nguồn thì các bác cộng cho em thêm 150. Đấy. Hình thức thì còn tương đối này, một chiếc quạt cổ, dây dọ thì em xem nào. Dây dọ này nó cũng còn theo quạt luôn nhé, nhưng mà chắc không còn số đâu, có cái chiếc quạt kia là còn số đấy, còn này không còn dây, dây không còn số. Đấy. Một chiếc quạt giá 5 triệu con này. Đấy. Và em xin phép được chuyển cho em quạt thứ ba này, nó hơi cao nên em phải để lên xuống dưới này em quay. Em này là một chiếc quạt Hitachi
Cái mã này còn là cao tầm khoảng 1,5 m, sải cánh 35. Đấy, lồng trước là lồng mạ, lồng sau là lồng xi, bầu nhựa, túp nâng cáp. Em này thì có số gạt bác nhé. Đấy, đây. Số này nó có 3, 1, 2, 3, nấc số gạt. Em này thì không có hẹn giờ, túp nâng cáp, góc chỉnh 90. Đấy, hình thức em này thì còn khá đẹp. Đấy, ưu điểm của nó đây. Ưu điểm của là một chiếc sải cánh 35, cánh mật, cánh cũng đẹp long lanh luôn. Logo đẹp như mới. Logo thằng Hitachi này rất là ấy. Nó có ưu điểm là rất đẹp, lồng rất đẹp luôn này, các bác này. Lồng chưa có một vết gọi là rôm xí luôn. Đấy. Đây, lồng sau thì nói chung nó cũng là lồng xi thì nói chung là nó kiểu gì thì kéo nó cũng sẽ kém hơn là lồng mạ. Đấy, nhưng cũng ok lắm bác này. Đấy, em xoay luôn cho các bác xem. Có lành luôn các bác nhé. Đấy, có lành này. Tem mác này. Tem vẫn còn nguyên tem mác này. Đây, sải cánh 35 này. Nói chung là chữ tàu, chữ nhật thì em cũng khó đọc. Đấy, điện 100V này. 61W này. Đấy. Đây có duy nhất một cái chỗ này là nó bị chắc là va đập gì cái nhựa nó mỏng lắm các bác. Đấy, về nhà các bác cũng hạn chế rồi chứ đây là nó bị em đã xử lý nứt rồi. Em đã ghi bên trong rồi nhưng mà nó vẫn còn lấy ra. Đây, trừ điểm luôn nó này đi nhá. Đấy, báo luôn cho các bác. Còn mọi hình thức là em thấy là rất ok. Đây, có đẹp luôn. Hãm lên xuống lốc niếc đẹp. Cánh mật, cánh sáng quắc. Em test luôn chức năng nó luôn. Này thì chạy gió như vậy, cũng bão luôn. Đấy, bác nào là phòng khách mà nó rộng thì các bác dùng có dòng quạt cánh 35 này thì nó mới đủ được, chứ còn dòng cánh 30 thì nó hơi bé. Một chiếc quạt Hitachi cao 1,5 m, sải cánh 35, lồng trước rất đẹp, cánh đẹp, hình thức còn tương đối, có lứt một chỗ ở dưới đế, đấy, đã xử lý rồi. Điện nguyên đi 100V, hình thức thì còn đẹp, dây hình như dây này cũng còn 5 này, đấy, dây của Hitachi này cũng còn 5 này. Để em xem cái dây này là năm bao nhiêu bác nhé. Có chữ đây này mà chưa nhìn thấy năm. Ôi xa. Một chín tám mươi. Ai già. Đây Hitachi này. 1980. Đúng bằng tuổi của em luôn. Đấy, bác nào mà sinh năm 1980 thì bác sở hữu chiếc quạt này thì ok này. Đấy, em thì nhiều quạt quá rồi nhưng mà em cũng một chiếc quạt sinh năm 1980. Đấy. Còn là zin nguyên bản. Lồng niếc rất đẹp, cánh đẹp. Hình thức còn tương đối. Đấy. Và em xin phép được báo giá công khai em này bán với giá là 6,2 triệu bác nhé. Sải cánh 35. 6,2 triệu. Điện nguyên zin 100V này. Hình thức còn tương đối, lồng cánh cổ em bao zin luôn, bao đẹp. Đấy. Đấy, bác nào bộ kết cái sản phẩm nào thì bác điện trực tiếp cho em theo số điện thoại cộng số Zalo của em là 0969 135 686. Em có địa chỉ tại Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương. Kính mong bác nào ở gần các bác ghé cửa hàng. Còn bác nào ở xa thì các bác sẽ chụp lại hình màn hình ấy. Những cái sản phẩm mà bác quan tâm các bác gửi lại em sẽ chụp
chụp và báo giá chi tiết cặn kẽ hơn. Chứ không như trên video này thì cũng chỉ được một thời gian ngắn nên là không thể chi tiết bằng hai người đi trực tiếp với nhau được. Đấy. Thế còn giá cả thì em sẽ báo giá như thế. Bác nào có ok thì các bác cọc. Hoặc là bác chuyển khoản hết thì bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn có bác cọc thì các bác vui lòng và thanh toán cả tiền ship. Đấy, phí loanh quanh đâu đó tầm khoảng 150 đổ lại trong khu vực miền Bắc. Đấy, tùy theo nó chiếc quạt dài hay cân nặng nữa. Thế thì video buổi chiều tối ngày hôm nay em xin phép tạm dừng đây. Cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, anh chị đã theo dõi video. Bác nào xem kênh thì cho em xin một nút chia sẻ, một nút like và một đăng ký kênh. Bác nào đăng ký kênh rồi thì bác ấn vào nút chuông ở phía trái màn hình. Mỗi khi em phát video các bác sẽ là nhận người thông báo đầu tiên. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị, các bác, anh chị. Và em xin phép tạm dừng ở đây. Hẹn các bác vào những cái video sau. Xin thân ái chào tạm biệt.